thăm chính thức Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Cộng đồng người Việt Nam ở Philippines tập trung nhiều nhất ở thủ đô Manila và các thành phố lớn khác như Laguna, Batangas. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của Philippines, tô đẹp hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè sở tại, tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước. Bà con người Việt Nam tại Philippines cũng tham gia tích cực vào những đóng góp vật chất và tinh thần vào các hoạt động hướng về quê hương, nhất là những đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và biểu dương những nỗ lực đóng góp của cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con người Việt Nam tại Philippines là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đất nước. Thông báo về kết quả chuyến thăm chính thức Philippines, Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo Philippines đã dành cho đoàn sự trân trọng và đặc biệt khi cả Thượng viện và Hạ viện Philippines đều thông qua nghị quyết về tăng cường hợp tác nghị viện và thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị với vai trò là cầu nối, mỗi cán bộ, nhân viên đại sứ quán và bà con cần chủ động kết nối, quảng bá tiềm năng thế mạnh, giới thiệu văn hóa của Việt Nam. Theo Chủ tịch Quốc hội, số lượng người Việt Nam ở Philippines sẽ còn tiếp tục tăng lên. Vì vậy, đại sứ quán cần nghiên cứu, xem xét, sớm chính thức thành lập Hội đoàn người Việt Nam tại nước sở tại, lắng nghe đề xuất kiến nghị của bà con qua Hội đoàn người Việt Nam tại nước sở tại. Còn sứ quán của chúng ta đây không phải là nhỏ đâu ông chị, nó gọi là không đông thôi, chứ không phải là ít. Có nơi chỉ có mấy em thôi. Mình đoàn kết, thương yêu, được gắn bó với nhau. Cứ ba người trở lên là mạnh lắm rồi. Về mặt cộng đồng thì tôi rất tiếc là cho đến nay là chúng ta chưa có hình thành cộng đồng ở đây. Thì cái này công chí phải suy nghĩ. Theo tôi là không thể không có được. Để bắt đầu ngay từ bây giờ, và nhiệm vụ của đại sứ và tất cả ông chí phải làm việc này. Rồi phải xây dựng cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta dần dần làm đầy lên. Sau này nó có cái cơ sở dữ liệu sống này sạch và đầy thì chúng ta mới có được cái thông tin về bà con. Rồi làm tốt công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Tổng công ty xi măng Việt Nam tặng quà góp phần nâng cấp cơ sở vật chất nơi làm việc của cán bộ Đại sứ quán.